sinh đủ hai con được ưu tiên mua nhà ở xã hội. Điều tra vụ chống lương Nghệ An là di sản văn hóa phi vật thể. Sáng kiến tiếng trống học bài nhắc học sinh ôn bài buổi tối. Chú vẹt nhận diện nhiều đồ vật nhất trong vòng 3 phút. Cô gái 17 tuổi kiếm hơn 10 tỷ nhờ mang lòng dành cho những chú chuột lang. Bé gái 9 tuổi trở thành ngôi sao võ thuật tiêu lầm thế giới. Giá nhà tăng cao, trong khi vấn đề việc làm tài chính, hay nói đúng hơn là nỗi lo cơm áo gạo tiền đã khiến cho xu hướng nhiều người trẻ lựa chọn cuộc sống không kết hôn sinh con. Bởi lẽ tiền thuê nhà, sinh hoạt hàng tháng đã chiếm gần hết thu nhập. Nhiều cặp vợ chồng trẻ chỉ dám sinh một con hoặc là trì hoãn việc sinh con. Lấy dẫn chứng giai đoạn 2016-2018, giá nhà tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội liên tục tăng cao, lập đỉnh mới. Hiện nay, mặt bằng giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội đã đạt gần mức 60 triệu đồng một mét vuông, tiệm cận với thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu tiền mua nhà nên không dám lập gia đình và sinh con. Vậy mà Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đã đề xuất chính phủ cần triển khai quyết liệt các biện pháp và nghiên cứu xây dựng các chính sách ưu tiên được hỗ trợ mua nhà ở xã hội cho vợ chồng trẻ, nhưng vợ chồng đó phải sinh đủ hai con. Có lạ không? Hiện trên mạng xã hội đang lưu truyền quyết định ngày 9 tháng 8 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về việc đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tri thức dân gian đối với cháo lương Nghệ An. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phản hồi đây là văn bản giả mạo, quý bà con đừng có tin nha. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho đây là thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng. Hiện Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã gửi đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông xác minh đối tượng làm giả văn bản của cơ quan quản lý nhà nước và đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Xuất phát từ sáng kiến thực hiện tại xã Phú Châu, huyện Ba Vì với tiếng trống học bài để nhắc học sinh học bài vào buổi tối đã lan rộng nhiều nơi ở Hà Nội. Năm 2016, tại xã Phú Châu, sau mỗi giờ ăn tối, tiếng trống báo vang lên và loa công cộng của xã phát đi thông tin đã đến giờ học tối, đề nghị phụ huynh giảm bớt hoạt động không cần thiết, tạo không gian yên tĩnh cho học sinh học bài. Khi nghe trống và loa báo, nhiều trẻ em đang chơi tự giác ngừng lại ngồi vào bàn học. Các bậc phụ huynh cũng giảm âm lượng TV, giữ yên lặng cho con học. Việc nhỏ nhưng hiệu quả thu nhận lại đáng mừng. Nhiều phụ huynh cho biết trước đây vất vả nhắc nhở, mắng mỏ, nhưng con không chịu tự học tối. Nhưng từ khi nghe trống báo, không cần chờ bố mẹ nhắc, con đã ngồi vào bàn học. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định cùng với việc tiếp tục xây dựng trường học hạnh phúc, những hoạt động đã đem lại kết quả tích cực như tiếng trống học bài sẽ tiếp tục được nhân rộng ở nhiều địa phương. Một chú vẹt nổi tiếng TikTok đến từ bang Florida, Mỹ giành kỷ lục Guinness Thế giới khi xác định thành công 12 đồ vật chỉ trong vòng 3 phút. Chú vẹt xám châu Phi Apollo 4 tuổi đã xác định được các đồ vật, bao gồm một món đồ chơi Wario, một nút chai và một cái chai trong những cảnh quay khiến người xem vô cùng kinh ngạc. Chủ nhân của chú vẹt chia sẻ, phương pháp huấn luyện của Apollo được lấy cảm hứng từ các phương pháp được chỉ ra bởi một nhà tâm lý học động vật đã dành 30 năm làm việc với một chú vẹt tên là Alex. Không chỉ giành kỷ lục thế giới Guinness, Apollo còn là một ngôi sao truyền thông xã hội với 2,8 triệu người theo dõi trên TikTok và 1,37 triệu người theo dõi trên tài khoản YouTube Apollo and Friends.
Nhờ nghề bán lòng dành cho chuột lang, Bella Lin, 17 tuổi, ở Trung Quốc kiếm được nguồn thu nhập khủng hơn 10 tỷ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bella Lin cho biết bản thân từ lâu luôn ấp ủ ước mơ được làm chủ, tự điều hành dự án kinh doanh của riêng mình. Vài năm trước, cô đã khởi nghiệp với những mô hình kinh doanh nhỏ như là làm khăn quàng, bán nước chanh. Theo tiết lộ, năm 16 tuổi, Bella bắt đầu chuyển hướng sang nuôi chuột lang. Vì không ưng ý với những chiếc lồng nuôi được bán trong các cửa hàng, cô đã tự thiết kế lồng dành cho lũ chuột. Ban đầu, cô làm lồng từ thùng gỗ và gạch. Sau đó tự lên ý tưởng thiết kế mẫu lồng mình yêu thích. Cha của Bella là một lập trình viên máy tính. Thông qua mối quan hệ của mình, ông đã giúp cho cô con gái kết nối được với một cơ sở sản xuất ở Trung Quốc. Bella đã thỏa thuận với cơ sở đó để tạo ra mẫu lồng theo như thiết kế của cô. Sau khoảng một năm, cô đã hoàn thiện các mẫu lồng. Cô đã đổ tiền tiết kiệm của mình vào dự án và ra mắt doanh nghiệp riêng Guinea Love trên nền tảng Amazon. Bella không ngờ sản phẩm của mình được ưa chuộng đến vậy. Chỉ sau 2 tuần, cô đã bán hết 100 chiếc lồng đầu tiên. Hiện tại, Bella đã có một đội ngũ gồm có 6 người giúp cô sản xuất, kiểm tra và chụp ảnh sản phẩm. Gian hàng của cô đã mở rộng ra các sản phẩm cho thỏ và chuột hamster. Năm 2023, gian hàng Guinea Love đã thu về 320.000 bảng Anh, tương đương hơn 10 tỷ đồng. Cô đặt mục tiêu đạt doanh thu 1 triệu bảng Anh trong vòng 2 năm tới. Trương Tư Tuyền, bé gái 9 tuổi ở Hà Nam, Trung Quốc đã đánh bại không ít đối thủ để giành danh hiệu ngôi sao võ thuật tiêu lầm thế giới trong số 124 thí sinh đến từ 47 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều người khi trực tiếp xem Tư Tuyền biểu diễn các động tác võ thuật thuần thục dẻo dai đều dễ dàng nhận thấy cô bé đã chăm chỉ luyện tập suốt nhiều năm. Huấn luyện viên của Tư Tuyền cho biết cô bé đã học võ được 4 năm, có sự tập luyện bền bỉ, Tư Tuyền rất mạnh mẽ. Cô bé chưa bao giờ khóc khi luyện tập, ngay cả khi phải luyện tập tới 23 giờ để chuẩn bị cho cuộc thi đấu. Tư Tuyền thể hiện niềm đam mê võ thuật từ nhỏ. Hàng ngày cô bé thường dậy từ 5:30 để tập võ.